Thưa các đồng chí và các bạn, năm 2020, đội tuyển xe tăng Việt Nam tham dự hội thao quân sự quốc tế đạt huy chương vàng. Bước sang năm 2021, đội tuyển xe tăng Việt Nam thi đấu trên bảng A. Đây vừa là một vinh dự lớn cũng là một áp lực không nhỏ. Tuy nhiên, đến giờ phút này, đội tuyển xe tăng Việt Nam đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bước vào thi đấu với một kết quả cao nhất. Nhân dịp này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Đại tá Phan Hải Long, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Tăng thiết giáp, đội trưởng đội xe tăng Việt Nam. Kính thưa đồng chí, được biết năm nay quy chế thi của đội tuyển xe tăng có những thay đổi nhất định. Vậy những quy chế đấy có thuận lợi và khó khăn gì cho đội tuyển Việt Nam? Năm 2021, ban tổ chức đã xây dựng cái quy chế hội thi xe tăng hành tiến. Có thể nói là quy chế năm nay rất là chặt chẽ và đầy đủ hơn. Về thuận lợi thì là nó nâng cao được cái chất lượng hiệu quả của cuộc thi và nó tăng thêm được cái sự cạnh tranh trong quá trình thi đấu. Về khó khăn thì có thể nói là nếu như chúng ta mà trong quá trình thi đấu mà không thao tác sử dụng, không tiêu diệt được các mục tiêu thì cái số vòng phạt của chúng ta sẽ nhiều hơn. Đấy là cái khó khăn, nên do vậy đòi hỏi là trong quá trình huấn luyện là phải huấn luyện cho bộ đội là thật là chắc chắn, cụ thể, chính xác để làm sao là các đồng chí xác định từng mục tiêu khi xuất hiện là chúng ta đều có thể nổ súng tiêu diệt được ngay. Năm nay đội tuyển xe tăng Việt Nam bước vào thi đấu ở bảng A với một cái áp lực không nhỏ. Xin đồng chí cho biết đến giờ phút này thì đội tuyển xe tăng đã chuẩn bị tâm thế như thế nào? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 và đã giành được huy chương vàng và đạt cúp ở nhóm 2 thì đấy có thể nói là rất là vinh dự cho binh chủng tăng thiết giáp cũng như đội tuyển xe tăng của quân đội nhân dân Việt Nam. Nhưng ngoài cái kết quả đã đạt được thì chúng tôi cũng thấy đấy là một cái, sau khi được đưa lên nhóm 1 thì đây là một cái nhiệm vụ rất là nặng nề và rất là khó khăn. Vì thực tế các đồng chí theo dõi là quá trình thi đấu của nhiều năm qua giữa từ năm 2019 khi phân chia thành hai nhóm thì là cái sự đồng đều về chất lượng của từng đội tuyển nó khác nhau. Do vậy là năm 2021 thành lập đội tuyển thì chúng tôi đã xác định là khi lên nhóm 1 thi đấu thì ngoài cái nhiệm vụ mà thủ trưởng đã giao thì chúng tôi phải xây dựng một cái quyết tâm rất là tốt, rất là cao để cho bộ đội xác định và có khí thế là huấn luyện ngay từ đầu. Và đến giờ phút này có thể nói là tâm thế của cán bộ chiến sĩ trong đội tuyển xe tăng là các đồng chí đều phấn khởi và xác định để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thưa đồng chí, bước vào thi đấu ở bảng A, chúng ta sẽ gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, vì màu cờ sắc áo, đến giờ phút này, quyết tâm của đội tuyển xe tăng Việt Nam là như thế nào? Chúng tôi sẽ thi đấu vì màu cờ sắc áo của dân tộc, vì truyền thống của quân đội thôi. Và chúng tôi xác định là thi đấu hết mình với khả năng đã được huấn luyện và với khả năng trong quá trình thi đấu. Và quyết tâm cũng là mong muốn là có được huy chương để hoàn thành được cái nhiệm vụ mà thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã giao cho đội tuyển. Xin cảm ơn đồng chí và chúc cho đội tuyển xe tăng của Việt Nam sẽ giành chiến thắng.